Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vựa ô ly và tập toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 68, so sánh độ dài. Bài số 1, viết chữ tích vào hình có độ dài dài nhất. Và trong này chúng ta sẽ có cái chúng ta đo à. Chúng ta đo này. Cái này là nó là số 3 đây, được. Đây là 3 rưỡi, được. 3 rưỡi thì chữ rưỡi chúng ta chưa học nhưng mà nó đại khái là nó trên đây số 3, đúng không? Rồi cái này nó dưới số 3, được. Dưới số 3. Còn này nó bằng số 3, như vậy là bằng 3 cm, được. Như vậy là cái này chúng ta thấy là trên 3 cm luôn, đó, thấy không? Như vậy cái này là dài nhất. Bài số tiếp theo, bài số 2. Trong 4 chiếc bút sau, chiếc nào ngắn nhất? Khoanh vào chữ có đáp án đúng. Như vậy là chúng ta nhìn chúng ta thấy cái cây này, được. Cây này là cây ngắn nhất. Đây, cây này là cây bút bi này, được. Cây này là cây bút chì này. Cây này là cây bút màu này. Và cây này là cây bút nước này, hay còn gọi là bút mực. Vậy là cây bút màu này này là ngắn nhất. Câu C. Bút hạch mực. Rồi ta chọn câu C ha. Chúng ta qua bài số 3. Quan sát rồi điền dài hoặc là ngắn vào chỗ chấm. Chỗ chấm này chúng ta sẽ điền chữ dài hoặc là chữ ngắn thôi. Câu A, bút chì chấm chấm hơn thước kẻ. Bút chì đây, cái thước kẻ đây. Giờ chúng ta thấy cái thước kẻ nó dài hơn bút chì khúc bên này một khúc, bên này một khúc đó. Như vậy là bút chì sẽ là ngắn. Ngắn hơn thước kẻ. Viên phấn chấm chấm hơn cục tải. Đây, viên phấn đây. Này là cục tải. Như vậy là chúng ta sẽ điền là chữ dài. Que tính chấm chấm hơn bút chì. Que tính là cái dưới nè, cái dưới cùng này là que tính nè. Như vậy là ngắn hơn bút chì. Chúng ta thấy bút chì từ đây tới đây không? Còn cái này nó có khúc ở giữa à. Như vậy là ngắn. Thước kẻ chấm chấm hơn qua tính. Thước kẻ từ đây tới đây nó dài hơn. Dài hơn qua tính. Chúng ta tiếp tục qua bài số 4. Nối cho phù hợp con mèo. Trong này chúng ta sẽ có là gì đây? Con mèo, con đà điểu, con trâu và con sư tử. Vậy bên này có là cao nhất, cao thứ hai, cao thứ ba và thấp nhất. Như vậy trong này là con mèo là thấp nhất. Nào. Con đà điểu, con trâu, con sư tử. Như vậy là con đà điểu này là cao nhất. Con trâu nó sẽ cao hơn con sư tử, nó cao thứ hai. Và con sư tử thì nó sẽ cao thứ ba. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào kênh. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.